Xin chào mừng cả nhà đã quay trở lại kênh Quang Miền Tây Vlog của mình nha. Chào cả nhà, thật là vui khi gặp lại bạn bè cả nhà ta nha. Thì hôm nay trời nắng cho nên mình sẽ làm một cái món hầm có tên gọi là mình mua được một cái giò mà rút xương, giò heo rút xương các bạn, và thêm một ít xương nữa, cho nên mình sẽ thực hiện một cái món là giò heo rút xương hầm với rau củ quả. Thì mình xin giới thiệu ở đây là cái giò heo đã rút xương này các bạn, và thêm hai cái xương nữa để cho nó ngọt nước. Đồng thời củ quả thì gồm có là nấm đông tố, su su su, Khoai tây. cà rốt, tây, và nửa cái chén là đậu Hà Lan ha. Đậu Hà Lan này để đông đá, mình mua ở siêu thị đông đá rồi mình cho cả nhà. Rồi còn một ít là hành ngò và hành củ. Rất là đơn giản phải không các bạn? Vậy thì bây giờ thực hiện nha các bạn ha. Thì trên bếp mình đang đặt một cái nồi nước và 1,5 lít nước. Thì tùy theo mỗi gia đình ăn ít hay nhiều, để mà có cái lượng nước nó phù hợp thì mình là sử dụng là 1,5 lít nước. Vì mình còn hầm thì nó sẽ cạn bớt là nó vừa. Bếp không À, tắt máy bếp lên. Bây giờ mình sẽ bỏ xương. Và bỏ cái giò heo đã rút xương hết các bạn. Đó, chỉ chừng đó thôi. Vì nhà mình cũng ít người lắm, không có bao nhiêu hết. Mình hầm trong cái vòng là 30 phút nha các bạn, để cho nó nhừ. Ở trong khi tùy theo cái giò heo này nó chín là như thế nào thì mình sẽ bỏ ra. Rồi bây giờ mình để cái nước cho nó thơm, mình bỏ hành. Đáng lẽ hành này mình nướng mình bỏ vô. Đồng thời mình cũng bỏ là một ít muối. Còn là mấy cái này là mình sơ chế rồi đó các bạn, rất là sạch sẽ. Muối nha, chút bột nêm, một muỗng bột nêm, một muỗng cà phê bột nêm. Còn muối thì là cỡ khoảng 1/3 cà phê. Rồi mình sẽ hầm để cho nó thấm gia vị vào trong cái thịt. Bây giờ 30 phút nha các bạn, mình sẽ để đây. Và trong cái thời gian để chờ đợi là nó chín thì mình sẽ là sơ chế tiếp củ quả. Thì các bạn ơi, củ quả này là mình đã rửa sạch sạch rồi, gọt vỏ rửa sạch sẽ. Đồng thời cũng là muốn trang trí như thế nào thì mình cũng sơ qua rồi. Bây giờ chỉ việc là cắt ra. Bây giờ trước tiên mình sẽ cắt cái củ khoai tây. Đó ra các bạn, thì mình sẽ lát hơi dài dài. Bây giờ tới su su nha, su trái nè, đó mình sẽ cắt mấy cây này dễ cho nhìn nó cũng mau mềm. Hành nha các bạn, mình sẽ cắt khúc thôi ha, mình bỏ. Ngò mình cũng cắt thức thôi. Rất là trong, nước rất là trong, do là mình sơ chế quá tuyệt vời à, cho nên không có bọt nữa, các bạn thấy không, không có bọt luôn. Nói vậy chứ không có bọt cho mình cũng thử coi. Mình đây nè, cũng không có, không có mà. Không có ha, trong nước trong vắt luôn đó các bạn. Giò heo cũng là chín gần 80% rồi,
Cho nên mình bây giờ mình sẽ đổ những cái rau củ vào. Thứ nhất là mình sẽ đổ cà rốt nha các bạn. Mình bỏ nấm. Nấm để cho nó thấm cái nấm ngon. Nhiều chất dinh dưỡng. Nhất là đối với cái người già. Hay là người bệnh tập cho tấm bổ mà. Tấm bổ. Mình bỏ thêm su su. Khoai tây sau cùng không ạ? À, khoai tây với lại là cái này. Đậu quá hả? Hà Lan sau cùng. Bây giờ mình nêm một muỗng canh nước mắm. Đây, mình bỏ đường phèn các bạn. Để cho nó có cái vị thanh, ngọt mà thanh. Đường phèn dễ ăn lắm, ừ. Thanh thanh, ngon. Ngon, gắt. Mình sẽ bỏ là khoai tây nha. Khoai tây dễ chín nữa không? Khoai tây mau chín. Khoai đậu cũng dễ chín nữa. Khoai đậu nó đông đá mà. Nó dễ chín lắm. Con mà bỏ trước một cái là nó bị vàng. Vàng, cái màu nó vàng. Hết đẹp. Đủ màu sắc mẹ. Rất là ngon. Tắc bổ dưỡng lắm. Mình sẽ thử nha các bạn. Gia vị qua nó vừa chưa? Hơi lạ. Cho nên mình bỏ thêm một muỗng cà phê bột nêm là vừa. Đây mình vớt miếng thịt giò heo rồi nha bà. Vì nó đã chín rồi đó. Chút xíu nguội mình sẽ cắt ra. Bây giờ cuối cùng là mình bỏ đậu Hà Lan vô nha các bạn. Đẹp hồng. Hết sảy. Ăn bùi bùi cũng ngon lắm. Đậu ngon mà. Đậu ngon mà. Bây giờ mình sẽ cắt cái giò heo này ra. Giò bán ngon quá mà. Ngon lắm. Có thịt nữa. Đây là thịt sạch nha các bạn. Thịt sạch luôn đó. Ghi là siêu sạch. Đẹp không? À, ngon ha. Ngon lắm. Quá ngon. Tuyệt vời. Xong rồi các bạn nha. Ngon quá. Quá mình bắt lên nha. Rồi xong. Mình cũng là nêm gia vị thêm vào hồi nãy đó. Cho nên là đã vừa ăn rồi đó các bạn nha. Rồi bỏ vô nha các bạn. Cho nó có đẹp đẹp chút cái. Đầu hành trắng. Đầu hành trắng nha các bạn. Đó, đẹp chưa? Vậy là mình sẽ múc ra. À. Cái món hầm giò heo rút xương với là rau củ quả của mình đã hoàn tất rồi các bạn. Đây là cái tô mà mình vừa mới múc ra. Bây giờ mình xin phép và mời các bạn dùng một miếng nước với mình này để xem nó cái vị ngọt như thế nào. À, cái ngọt của rau củ rất là tuyệt vời các bạn. Và thịt đó. Các bạn thấy không, một miếng thịt này nó rút xương hết tuổi trơn còn như thế này đó, rất là đẹp đó. Mình dùng một cái miếng cà rốt nữa ha.
màu đỏ lấy hen ha. Ngon lắm các bạn, hay hấp dẫn à, rất hấp dẫn, vừa vừa chín ngon, đủ có cái lộ vừa chín ngon. Các bạn thấy hay nhớ đăng ký, like, chia sẻ cũng chưa cho hai mẹ con nha. Và cảm ơn các bạn, cảm ơn cả nhà đã xem từ đầu đến cuối video nha. Xin chào các bạn và chúc các bạn một ngày mới thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc, sức khỏe, dồi dào. Xin chào các bạn.